rồi, đúng rồi. Là tiết kiệm bây giờ mới 4 lon à. Xe khách về hay xe máy về? Máy về. Đường không có xuất hiện đâu nha. Chắc đường, đường mặt chế độ bắt rồi. Đường, đường mặt chế độ xi lanh. Cao đường phải không? Bây giờ thêm còn lại thiếu, thiếu ai nữa? Đủ chưa? Tuấn ở lại đi. Ra cai nó ở lại này. Em mà không đi vợ em ở lại lâu rồi. Cũng bình thường thôi. Chắc bộ mấy lần thôi. Thank you.